chào quý vị và các bạn. Hôm nay đang gọt dở cái xoài, có một cái cú điện thoại. Thôi thì bây giờ quay lại vấn đề của mình ha. Hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện về hợp đồng tặng cho có điều kiện. Khổ lắm quý vị ơi, bây giờ cái cuộc sống nó, cái chữ tín con người thời nay ít quá. Mà bây giờ nếu mà cái chữ tín càng ít á, ở ngoài xã hội thì thôi mình không nói, bây giờ nó len lỏi trong cái từng cái gia đình. Quý vị biết không, tôi có cái ông chú, ông khổ ghê á. Ông phải đi tòa, ông nói là ông giờ ông chỉ muốn chết thôi, xấu hổ quá, con cái thì kiện ông. Sao mà một hồi tôi hỏi, ủa sao mà con ông chắc cũng có vấn đề gì sao mà con kiện ông, thì ông nói vậy, ông đẻ toàn bộ là 7 đứa con. Thì khi mà ông bệnh thì đứa nọ đùng đẩy đứa kia, thế là có 2 đứa nó lên nó nuôi ông. Cảm động, sau khi mà qua khỏi bệnh thì ông mới tặng cho đắp cho 2 đứa con. Nhưng mà cũng trời xui đất khiến, tặng vậy thôi chứ cũng không có lập cái đường, không có đường giấy đỏ. Giờ 2 đứa con rồi, đứa thì lập gia đình, đứa chưa lập gia đình. Giờ 5 đứa con còn lại, nó nói ông già kỳ cục, ba không công bằng, người thương người ghét. Thế là ông mới bỏ mặt ông. Giờ ông không có ai nuôi hết quý vị. Khổ. Giờ con cái thời nay là vậy. Thì khi mà bỏ mặt ông như vậy á, thì thôi cũng được đi. Khổ đùng một cái, 2 đứa con mà ổng cho đất á, đi thuê luật sư kiện lại ổng đòi đất. Buồn lắm quý vị ơi. Ổng nói thật sự ông chỉ muốn tự tử chết cho xong. Ổng nói vậy chắc bị cái nghiệp. Thì 2 đứa con ổng nó kiện ở tòa, nó nói là sao cho dỡ hợp đồng. Cũng may mắn thứ hai nữa quý vị, là khi mà ông cho như vậy nhưng mà ông chưa có giao đất. Đó, thông qua cái câu chuyện này á, tôi muốn nói cho quý vị và các bạn biết rằng mình á, làm cha làm mẹ, mình tích có tài sản cho con, nhưng giờ đâu biết được con cái tính tình nó sao quý vị. Mà chắc chắc chắn là những người coi cái video này thì chắc chắn là không phải là một lần quý vị và các bạn sẽ không bị nghe trên báo chí á, chồng lừa ký tên, vợ lừa ký tên, anh chị em kiện tụng nhau. Còn giờ quý vị có coi con kiện cha đồng lắm. Cho nên bây giờ mình phải thật tỉnh nha quý vị và các bạn, tỉnh lắm. Tài sản mình á, do ba mẹ mình tạo, mình cũng ăn chắc để dành dụm cho con. Mà giờ chưa chết, mới cho đó thôi, chưa chết mà nó giác đơn lên nó kiện. Khổ gì đâu. Ông nói cũng muốn đi cho nó rồi, nhưng mà không biết cái chuyện mình đi mình có để lại cái hậu quả không. Giờ thôi, thông qua cái câu chuyện của ông già đó, ông chú đó, thì giờ trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi nói với quý vị và các bạn như thế này. Ví dụ là các bạn trong trường hợp muốn cho con thì giờ có 2 cách. Thứ nhất là bây giờ mình cảm thấy mình dư giả, mình đủ điều kiện cho nó, kiểu như là cho luôn á,
cho mình làm giấy tờ cho nó để nó có cái điều kiện sinh sống. Còn nếu như quý vị và các bạn có một cái tài sản duy nhất, ví dụ như giờ con ở chung với ba mẹ mà giờ kêu nó kêu mình lập cái hợp đồng tặng cho nó thì cũng đừng nên làm ha. Tại vì nó nói ngon nó ngọt, nó nói rằng hãy giờ con lo công chuyện A công chuyện B, thôi cho con thế chấp ngân hàng rồi qua tên con, rồi tài sản ba mẹ cũng ở đây thì mệt mỏi lắm. Nghe ông chú không kể mà cũng buồn. Buồn gì quý vị biết sao không? Buồn gì cái xã hội ngày nay cái chữ hiếu ít quá. Cũng không phải nói là tất cả mọi người đâu, nhưng mà bây giờ cái số lượng mà chữ hiếu đặt lên làm đầu có vẻ nhẹ quá. Chú không nói chứ tao mà cứ chết á thì không có để cho hai đứa nó đòi tay khổ vậy đó. Cho nên á quý vị và các bạn á, khi mà mình có cái tài sản thì giờ xác định nếu cái tài sản nó còn của mình thì giờ thôi mình làm cái gì chút đi. Còn nếu như xác định là tài sản cho con, cho là gì, cho là cho hẳn. Cái video hôm nay của tôi nói cái gì? Video hôm nay tôi nói là tặng cho. Hôm nay tôi 60 tuổi, tôi cho đứa con của tôi để nó tự lập, mà tôi vẫn ở trong cái nhà này. Tôi nói con tôi á, tao cho mày nhưng mà mày đến phòng công chứng á mày phải nói như thế nào là mày phải có nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng tao suốt đời, chứ để không á 2-3 bữa nữa nó mà làm ăn thất bại nó bán cái nhà, hay chẳng hạn như là bây giờ nó không bán cái nhà mà nó đem cầm ngân hàng tiền trả, rồi giờ mình ở chung nhà biết ở đâu, khổ lắm quý vị ơi. Cái chuyện mà làm hợp đồng cho con chỉ có ký là xong. Tại vì á giấy tờ thể hiện cha cho con, ngoài cái tiền dịch vụ ra không có đóng đồng bạc thuế nào, pháp luật thuế quy định là cũng không có đóng đồng bạc. Cho nên khi mà cái người con, nếu như trong trường hợp cái người con này họ cảm nhận được rằng cái tài sản này của ba mình, và ba mình phải có mồ hôi, có nước mắt, hoặc thậm chí ba mình gìn giữ từ đời ông bà, ông cố bà sơ gì đó cho đến ngày hôm nay. Và nếu mà mình giỏi, nếu mà mình tài, đi làm đi, mình giỏi mình tài mình đi tạo lập đi. Giờ cái đạo hiếu của mình chưa có chăm sóc được cha, mà bây giờ mình nở lòng nào mình giác đơn mình đi kiện cha mình đi kiện mẹ mình để mình đòi lại cái tài sản. Ông kể với tôi nghe rằng là ra thì ông nói rằng tôi nuôi cho nó hết. Mỗi đứa một cái nghề rõ ràng, đứa làm nghề này, đứa làm nghề kia, tụi nó có một cái thu nhập, nó về nó xin tiền, xin mua cái máy vi tính, xin mua cái công cụ, cái máy may để làm. Tôi cũng ráng chạy dạy để mà cho, để cho con. Mà giờ không nỡ lòng nào biết nó nghe ai xuống dùng, mà giờ nỡ lòng nào nó đi kiện tôi. Quý vị và các bạn nhớ nha, trong cái mẫu của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tặng cho nhà thì không thể hiện cái điều kiện. Nhưng nếu quý vị và các bạn nhận cái điều kiện này thì các bạn hãy yêu cầu công chứng ghi rõ trong hợp đồng công chứng, trong hợp đồng tặng cho rằng hợp đồng tặng cho có điều kiện trong cái quyền đó là bên được tặng cho
đứa con tôi phải có nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng tôi suốt đời. Cũng rất là thoải mái thôi. Bánh ít đi thì bánh quy lại. Hợp đồng tặng cho có điều kiện, để tránh trường hợp 2-3 bữa nữa kể như mình xách cái bị mình đi ra khỏi nhà, mình không còn cái gì để mất hết. Người ta bảo hút xa là chết. Ra tòa tòa hỏi chữ ký này có phải của bà không? Dạ thưa tòa đúng. Chữ ký này có phải ông tự nguyện không? Thưa tòa đúng. Mình không thể lý giải được là tại tôi không biết. Tòa, ông bao nhiêu tuổi rồi mà ông không biết? Tất cả chỉ vì niềm tin thôi. Tin con. Nếu đó là người cháu, nếu đó là người ngoài, thì rõ ràng hoàn toàn một cái bài toán khác quý vị. Cha con tin tưởng, người ta vẫn nói mà. Cha mẹ nuôi con biển hồ lại lá, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Thông qua cái video này, tôi muốn nói đến quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn là những bậc làm cha làm mẹ, ở chung với con trong một cái tài sản là cái nhà và cái đất, nếu một trong các người con nói với về rủ rỉ rù rì thì thầm to nhỏ, con làm ăn thất bát, con làm ăn lỗ lạc, ba mẹ cho con mượn, ba mẹ cho con, thì hãy thật tỉnh. Được rồi, mày muốn tao cho, ghi thẳng điều kiện vô. B, được tặng cho có nghĩa vụ chăm sóc phụng dưỡng cái thân già này đến suốt đời. Thật ra cái điều kiện đó nó không khó, tại vì nguyên một cái tài sản ba mẹ phải tích có, phải dành dụm, phải tạo lập, phải được thừa hưởng mới có được tài sản này. Mà bây giờ chỉ cần một cái động tác gì về thương con 2-3 bữa nữa, nó giác đơn, nó kiện mình. Lúc đó rồi sẽ hay. Khổ lắm quý vị và các bạn. Mình phải cầm lấy cái kén của một người cha, một người mẹ. Không phải vì thương con mà nhắm mắt những cái quy định pháp luật. Nếu trong trường hợp quý vị và các bạn xác định cho con mà đó là tài sản duy nhất, căn nhà duy nhất, đất duy nhất, thì quý vị và các bạn hãy nên đưa cái điều kiện tặng cho là phải dưỡng dục, phải nuôi tôi suốt đời. Ở đây cái video này không dành cho những ông bố bà mẹ có điều kiện để cho con vì họ khá giả, nhưng tôi nói ở đây cho những ông bố và bà mẹ sống cùng với con trong một mái nhà. Nếu con làm ăn khó khăn, mình cũng có thể cho con, mình cũng có những cái điều kiện thương con, nhưng ít nhất phải cho con một cái ràng buộc. Quý vị và các bạn cứ đến phòng công chứng, tôi cho con, công chứng ghi giúp giùm tôi ý của tôi không biết, tôi là nông dân, tôi không biết. Cho tôi cho con tôi với điều kiện con tôi phải nuôi dưỡng tôi cho đến chết hết. Sau này nó có đuổi mình ra khỏi nhà, cần cái điều kiện này mình đưa tòa. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là trong những video mà chỉ mang mục đích là hướng dẫn quý vị và các bạn những cái thông tin cơ bản nhất về cái hợp đồng tặng cho có điều kiện. Chắc chắn sắp tới tôi sẽ nói về những cái quy định của pháp luật về hợp đồng tặng cho để quý vị và các bạn
Lý do hôm nay tại sao gọt sỏi? Vì hôm nay có em gái miền Tây tặng cho một lúc là hai quả xoài, mà xoài này thì em cho mẹ còn tặng thêm một cái củ mắm, cái này không biết cái gì, mắm này mắm gì ra đây không nha, ngon lắm, ăn xoài không? À, cái này là nước mắm đường quý vị. Không cay lắm, ngon. Sợ cay. Quý vị và các bạn bảo đảm nha, xoài này là không thuốc. Nếu quý vị và các bạn nào có một cái nhu cầu thì hãy gửi lại số điện thoại và cùng cái địa chỉ, tôi sẽ tặng cho 20 quý vị và các bạn đầu tiên mỗi người một cái xoài. Và chắc chắn là số lượng xoài sẽ hết nếu có, nếu sang người thứ 21 nha quý vị. Đây, tôi sẽ tặng quý vị một cái xoài còn tươi xanh nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Và hy vọng rằng tôi sẽ có một cái dịp san sẻ những cái kinh nghiệm mà tôi có được trong cái quá trình làm nghề để quý vị và các bạn một phần nào hiểu thêm, update thêm những cái kiến thức pháp luật. Kết một cái câu chuyện, tôi có một cái người mà xem YouTube, bạn nói với tôi rằng, nhắn tin với tôi rằng là tôi nghe hàng trăm cái video của luật sư và tôi tự tin cho rằng tôi đã đủ kiến thức pháp luật để tôi không phải, tôi để tôi tránh, để tôi né, để tôi hoàn thiện. Tuy nhiên hôm nay tôi vướng vào cái quy định. Thật đấy quý vị và các bạn, mỗi người trong chúng ta sẽ chuyên nghiệp trong một cái lĩnh vực khác nhau. Như cô bé Liên Lê này thì cô là cung cấp những cái nông sản như là xoài, sầu riêng, những cái khô cá. Mà quý vị và các bạn lên cái YouTube của tôi có cái trùng miền Tây, em này cung cấp những cái sầu riêng không hóa chất, em này cung cấp những cái cá khô không hóa chất. Còn bản thân tôi trong cái nghề luật sư, tôi sẽ cung cấp cho quý vị những cái kiến thức mà nó sẽ không pha tạp, nó không pha trộn vào đâu cả. Những kiến thức mà luật sư có được trong cái quá trình thực tiễn là những cái trăn trở, những cái trải nghiệm mà hơn 10 năm hành nghề tôi có được. Kính mong quý vị và các bạn nếu yêu quý chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì xin quý vị hãy để lại comment, hoặc nếu như quý vị có một cái số cái câu hỏi nào cần hỏi thì xin cứ gửi cái tin nhắn hay gửi qua đường link ở phía dưới đây. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.